Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Giám đốc Công an tỉnh tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Nam Sơn. Phòng tham mưu Công an tỉnh tổng kết năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Công an thành phố Đà Lạt bắt đối tượng lừa đảo bán nhà đất. Cuối chuyên mục là ghi nhận để một đà tẻ bình yên. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Vừa qua, huyện Nam Sơn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Dự lễ giao quân có Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của huyện, cùng 51 tân binh ưu tú và bạn bè người thân của các chiến sĩ. Tại buổi giao nhận quân, đồng chí giám đốc đã tặng hoa, quà và động viên các chiến sĩ trẻ rèn luyện tốt, tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt tuyển quân này, huyện Nam Sơn có 51 tân binh ưu tú, trong đó có 39 tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số và có 2 tân binh là đảng viên. Tất cả các tân binh đều đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển chọn nhập ngũ tại quân khu 7. Các chiến sĩ mới nhận thức việc tham gia quân đội bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng mà bao thế hệ cha anh đã phải hy sinh xương máu để có được là niềm vinh dự, tự hào và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả. Dưới ngọn đuốc truyền thống, trong âm vang tiếng trống hội tổng quân, các chiến sĩ trẻ hứa sẽ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú trong quân đội nhân dân Việt Nam, từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật, tô thắm truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Phòng tham mưu Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Trong năm 2018, Phòng tham mưu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh giúp tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các nhiệm vụ nổi lên về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, kiểm soát và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương, không để xảy ra bị động, bất ngờ, nhất là ảnh hưởng xấu từ việc biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu, luật an ninh mạng, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, hoạt động tín dụng đen, cò du lịch. Phối hợp tham mưu xây dựng nội dung tổ chức diễn tập thành công phương án phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn. Các mặt công tác tổng kết lịch sử, nghiên cứu khoa học, an ninh, cảnh sát, pháp chế, cải cách hành chính, văn thư, viễn thông tin học, cơ yếu, v.v. được thực hiện quyết liệt, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Một số chỉ tiêu công tác đạt và vượt mức đề ra. Công tác nắm, theo dõi, phân tích, tổng hợp, xử lý và dự báo tình hình ngày càng chủ động, kịp thời, toàn diện, có chiều sâu và chất lượng hơn. Sáng 26 tháng 2 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019. Năm nay, Công an tỉnh Lâm Đồng tuyển chọn được 74 chiến sĩ đủ điều kiện phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân. Đây là những chiến sĩ được tuyển chọn công khai dân chủ theo đúng quy định về tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, độ tuổi. Trong thời gian 4 tháng, các chiến sĩ sẽ được nghiên cứu, học tập các nội dung về chính trị, pháp luật, truyền thống lịch sử Công an Nhân dân, điều lệnh quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, hành quân dã ngoại, hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và các hoạt động bổ ích khác. Sau khóa huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được phân công về công an các đơn vị địa phương trong tỉnh công tác. Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt học tập chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Công an tổ chức. Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng của Bác, về nhân dân, về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, nhất là bối cảnh tình hình hiện nay. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào dân và vì dân phục vụ. Đối với Công an Lâm Đồng, từ đầu năm 2018, các đơn vị tiếp dân đều niêm yết công khai, bản hiệu, thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an tỉnh Lâm Đồng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 64 chữ vần điệu, dễ hiểu, đúc kết những việc cần và nên làm của người chiến sĩ công an. Đây không chỉ là cam kết với nhân dân mà còn là lời nhắc hàng ngày để cán bộ chiến sĩ tự sang mình nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác, đặc biệt là công tác tiếp dân.
Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, trường Bùi Thị Xuân, trường Tây Sơn, khiến khu vực xung quanh các trường này trở thành điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông. Đặc biệt giờ cao điểm tan tầm, do nằm ở vị trí trung tâm thành phố, lại là tuyến đường huyết mạch, nên hai tuyến đường Trần Phú, Bùi Thị Xuân có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã tăng cường lực lượng điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông tại các tuyến đường xung quanh trường học, đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh. Bên cạnh đó, việc tự bảo vệ cho bản thân của các em học sinh cũng được các bậc phụ huynh. Về việc đội mũ bảo hiểm cho các em, chạy đúng tốc độ, đúng làn đường, phần đường cũng góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm trường học trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông 21 tháng 2 1946, 21 tháng 2 2019, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức giao lưu thể thao, trò chơi dân gian cho các đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Các vận động viên đã tham gia thi đấu, giao lưu bóng chuyền, kéo co và đẩy thuyền dân gian. Các trò chơi đã mang lại cho đoàn viên thanh niên không khí sôi nổi, hào hứng. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên thanh niên trong đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực công tác, mà còn là dịp để ban tổ chức chọn ra những cá nhân xuất sắc, phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Cũng dịp này, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cảnh sát Giao thông đã kêu gọi các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thi đua lập thành tích trong công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để chào mừng ngày truyền thống lực lượng. Trong những năm qua, tập thể y bác sĩ bệnh xá công an tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện tư cách đạo đức, cách mạng, trình độ, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh là nhiệm vụ quan trọng. Trong năm qua, bệnh xá công an tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác như củng cố y tế cơ sở, chất lượng hoạt động phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác y tế, vệ sinh phòng dịch ở các đơn vị, phun thuốc diệt muỗi, côn trùng ở trụ sở công an tỉnh và các đơn vị có trụ sở độc lập thuộc công an tỉnh, đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra trong các đơn vị công an. Công an thành phố Bảo Lộc vừa tiến hành tiêu hủy toàn bộ các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu giữ và vận động nhân dân giao nộp trong năm 2018. Đợt này, Công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức tiêu hủy 250 loại vũ khí và công cụ hỗ trợ, trong đó có 80 súng tự chế và súng hơi cồn, 170 vũ khí thô sơ gồm các loại dao, kiếm, mã tấu, v.v. Toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ nói trên, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong thời gian tới, Công an thành phố Bảo Lộc sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân các xã phường tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cũng như tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại địa phương. Công an thành phố Đà Lạt vừa tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thanh Hoài, sinh năm 1991, trú tại khu phố 3, phường Trảng Đài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 19 tháng 2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang Hoài đang thực hiện hợp đồng chuyển nhượng và nhận tiền bán nhà đất 39/3, hẻm Ngô Thị Nhậm, phường 4, thành phố Đà Lạt, cho ông bà Nguyễn Đức Hiền và Lê Thị Lan Anh ở thành phố Hồ Chí Minh với giá hơn 2 tỷ 50 triệu đồng. Thủ đoạn của Hoài là thuê nguyên căn nhà của bà Vương Ngọc Ánh trú tại Đà Lạt và tìm cách lấy trộm được sổ đỏ của chủ nhà. Tiếp đó, Hoài đã làm giả hồ sơ lô đất trên được chuyển nhượng cho một người có tên là Trần Anh Tuấn, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đồng thời làm giả một số hộ khẩu và chứng minh nhân dân tên Trần Anh Tuấn, nhưng dán ảnh của Hoài, rồi giao và bán lô đất trên cho ông Hiền, bà Anh. Sau khi Hoài đã nhận 550 triệu đồng và đang thực hiện hợp đồng mua bán lô đất trên, thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế bắt quả tang. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Các đồng chí và các bạn thân mến, Đà Tẻ là một trong ba huyện phía Nam đang trên đà phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động vận tải sản xuất kinh doanh trên địa bàn diễn ra sôi động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Song vấn đề an ninh trật tự cũng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp về các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội.
Trước tình hình đó, Công an huyện Đà Tẻ đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách bền vững là mục tiêu được Bộ Công an huyện Đà Tẻ phấn đấu nỗ lực trong những năm qua. Công an huyện liên tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở bám nắm tình hình, tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 100% các xã thị trấn. Trong đó tập trung ở các địa bàn xung yếu, có nguy cơ nảy sinh gây mất trật tự xã hội. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được chú trọng, tạo nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đơn vị cũng tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương cùng tham gia giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ngay tại địa bàn dân cư. Đáng chú ý, từ công tác này, mô hình camera an ninh được nhiều người dân lắp đặt kết hợp với camera nghiệp vụ của lực lượng công an đã góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình từ tháng 6 đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra hàng chục vụ mất trộm xe máy, điện thoại, máy móc sản xuất. Hiện nay trên địa bàn huyện chúng tôi đã lắp đặt tổng số 528 camera an ninh tại các hộ gia đình và các cơ quan doanh nghiệp. Trong quá trình lắp đặt camera an ninh thì vận động các hộ dân, thì các hộ dân là hưởng ứng rất là tích cực, người ta cũng rất là phấn khởi và coi đây là một cái nhiệm vụ, và người ta cũng phối hợp chung tay với lực lượng công an để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện được đảm bảo, nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự xã hội được phát hiện, xử lý kịp thời. Đối với tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đà Tẻ đã điều tra, khám phá 11 trên 14 vụ, khởi tố 15 bị can, đạt 78,6%. Tội phạm về ma túy, khởi tố 1 vụ, 1 bị can. Tội phạm về môi trường, khởi tố 2 vụ, 4 bị can. Điển hình dịp Tết, sau khi nhận được tin báo về việc chị Lê Kim Xuân trú tại huyện Bảo Lâm bị một đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản trên đường DT725 thuộc khu vực đèo Con Ó, xã Mỹ Đức. Các đội nghiệp vụ công an huyện đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng truy bắt được đối tượng sau 24 giờ lẩn trốn. Bước đầu chúng tôi đã, giai đoạn đầu của kế hoạch thì chúng tôi đã tuyên truyền, làm công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân cũng như các trường học về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Rồi lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy chúng tôi đã chủ động rà soát toàn bộ các loại đối tượng, phân loại và tiến hành gọi hỏi răn đe, rồi lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại địa phương. Để bám chắc địa bàn cơ sở và kịp thời ứng phó xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, trong năm 2018, Công an huyện đã thành lập 4 tổ công tác theo cụm xã, thị trấn. Mỗi tổ gồm các lực lượng điều tra, trinh sát an ninh, hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, quản lý hành chính và giao thông trật tự, và phụ trách nắm tình hình theo từng địa bàn được phân công. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tập huấn luyện cho lực lượng cảnh sát trật tự cơ động thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự của đơn vị. Qua đó, nâng cao trình độ kỹ thuật, pháp luật nghiệp vụ, chủ động giải quyết các hoạt động khác có liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn. Những ngày đầu năm 2019, xác định vẫn còn những vấn đề phức tạp nảy sinh, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đà Tẻ quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, tấn công và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Lâm Đồng kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.